Không cần đâu. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đến nhà chị Nhung, Facebook là Nguyễn Hồng Nhung. Chị nuôi Great Dane. Đây vào chuẩn bị vào thăm khu chuồng trại nhà chị nuôi Great Dane nhá. Thì vào đây các bạn này. Vào xem một đoàn khổng lồ ở đây. Con lợn mà. Con hoãn, con gì không phải lợn. Hoãn. Không phải lợn. Thế bà bảo con gì? Đây là con trâu. Này là con trâu. Con trâu. Trâu rừng. Thế à? Bà bảo, thế bà đoán là con gì? Không phải là giống trâu. Thế là giống gì? Giống gì? Có sừng, có mỏ. Sừng không có. Con này là con nghé. Nó phải có cái nhú đây. Chả phải lợn. Thế bà đoán là con gì? Các bạn có thấy tôi có điểm gì khác không? Tôi bé hơn là chó. Giới thiệu các bạn, đây là dòng chó Great Dane. Nó có xuất xứ là ở con này là nhập Cộng hòa Séc. Nguồn gốc của nó thì nó có là dòng chó Đan Mạch đấy, mà nó có xuất hiện có khi là 3.000 năm trước nguyên Ai Cập đã tìm ra dòng chó này, và người Đức cũng cải tạo nguồn gen để giữ nguồn gen dòng chó này được đẹp. Con này tên là Babo, nó được gần 2 tuổi rồi. Hơn 2 tuổi, đây, gần đây. Coi chưa, con này được hơn 90 cân. Tôi có 61 cân thôi. Nó có cả tay to, đầm ngũ mặn bàn tay thôi này. Hộp đầu móm to, hộp sọ to. Mắt coi nhạy nhân, coi nhỏ nhỏ này. Có hai chân trước thẳng, hai chân trước này. Bàn chân to này, nhìn to này. To hơn cả tay rồi. Zoom gần mà. Đấy, chân này. Chân trụ quýt chưa, bóng to chưa. To hơn cả tay thôi. To, tay to. Có đuôi. Nó đến khỉu chân. Đấy, đuôi này. To như một ngựa luôn. Màu con này màu blue nhá. Con này màu blue. Dòng chó này rất là to, phù hợp cho những cái nhà nào mà như ở biệt thự hoặc là sân vườn cực kỳ phải rất là rộng mới nuôi dòng này. Nhưng nhà phố thì khó nuôi vì chật hẹp. Thì dòng này nó phải cần những cái không gian thoải mái, rộng rãi để chạy nhảy. Giống này cũng hiền thôi, nó không thân thiện, rất là thân thiện, không dữ như giống những cái giống khác. Thức ăn của bọn này hiện tại nhà chị Nhung này cho ăn cơm, cổ gà, cổ vịt, rau, để tiết kiệm chi phí thì cho ăn đấy thôi. Nếu mà được chạy nhảy tốt thì nó cũng tốt cho con chó. Chứ nếu mà kinh tế mà cho ăn hạt hoặc
cám ấy, cho chó ấy, thì không đủ kinh tế để nuôi bọn này được. Nếu mà một tháng phải mất, mà một tháng nếu mà cho ăn hạt suốt ngày thì một tháng phải mất cho nó phải 3 bao cho bọn này, nó quá to. Bây giờ các bạn xem nó to cao không nào nhé.